Xin chào mừng mọi người đã cùng nhau quay trở lại video tiếp theo ngày hôm nay. Ngày nay mình rất là vui lòng chia sẻ mọi người một cái bí kíp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả của ngay bản thân mình cũng như là những cái bạn học sinh của mình đã dạy, họ áp dụng cái phương pháp này và họ nhớ từ vựng rất là lâu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết một số cái câu hỏi, đó là làm thế nào để chúng ta có thể là nhớ từ vựng được lâu hơn cũng như là vận dụng từ vựng được một cách linh hoạt hơn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngay một số cái mà mình hay áp dụng, đó chính là một số trang web cũng như là một số cách học. Như chúng ta đã biết, chúng ta thường xuyên đọc báo Việt Nam hoặc là chúng ta thường xuyên học từ vựng tiếng Anh một cách không có chủ động, tức là khi mà các bạn gặp từ nào các bạn nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì thôi. Hoặc là các bạn hay đặt với câu hỏi ra bản thân là học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học thì không quên. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là làm thế nào mà chúng ta học đến đâu để nhớ đến đó. Thì thay vì chúng ta có thói quen đọc báo bằng tiếng Việt thì các bạn có thể là đọc báo bằng tiếng Anh. Thì các bạn có thể cài một trình duyệt, đó là trình duyệt Cốc Cốc. Ở trên trang trình duyệt Cốc Cốc này có tích hợp sẵn một số cái từ điển, các bạn có thể tra luôn từ ở trên trang web này. Thì các bạn có thể thay đọc bằng trang, mình hay đọc bằng trang CNN hoặc là BBC, hoặc một số bạn nào có hứng thú với lại những tin tức hoặc là mình thích đọc báo về tin tức Việt Nam thì bạn có thể là đọc trên trang VN Express. Ở trên trang này một số họ cũng đã có một số cái bài báo bằng tiếng Anh. Ví dụ chúng ta phải chọn lọc thông tin thế nào thì các bạn hứng thú với thông tin nào thì mọi người có thể là đọc thông tin đó. Ví dụ mình quan tâm đến thường xuyên công nghệ chẳng hạn, mình sẽ vào trang Apple opens first official store in Southeast Asia, thì chúng ta sẽ vào đọc những thông tin nó liên quan như vậy. Và khi ta gặp từ mới, mọi người sẽ click vào hai lần, nó sẽ xuất hiện phiên âm cũng như là những cái ý nghĩa của nó. Phiên âm đây là popular, thì nó sẽ có cái ở đây. Thì mọi người sẽ không cần ghi, cố gắng ghi nhớ những cái từ vựng như này gì cả. Mọi người chỉ sao thanh nốt ra giấy, những cái quyển sổ nhỏ và mình tiếp tục đọc. Và sau đó ở dưới những cái nó sẽ xuất hiện lại những cái từ tương tự, và mọi người sẽ lặp đi lặp lại trong một bài báo hoặc là những bài báo tiếp theo. Thì mọi người xem sao ạ, nhớ rất là lâu về những cái đó. Và cách thứ hai, những cái bạn nào mà thích đọc truyện tranh bằng tiếng Anh thì mọi người có thể tìm hiểu trên trang truyện tranh tiếng Anh. Thì nó sẽ có những cái, đây là chuyện Doraemon chẳng hạn, mà thích đọc Doraemon, ngày xưa mình rất thích đọc chuyện này, mọi người có thể đọc bằng tiếng Anh để hiểu hơn về cái nội dung câu chuyện hàng ngày. Thì qua đọc, thì khi mà qua đọc cái này mọi người sẽ xuất hiện một số từ mới, thì mọi người có thể tra từ điển. Như là mình hay sử dụng từ điển cổ Việt, mình sẽ tra từ đó là từ broken chẳng hạn, nó sẽ xuất hiện cái phiên âm ở đây broken. Và mọi người sẽ nghe thử broken. Nó sẽ có, nó chính là cái gì ạ? Quá khứ của break. Và mọi người sẽ xem đi ở đây, mọi người sẽ quay lại finally broken. Đó, mọi người sẽ hiểu hơn. Thì qua đọc những cái trang báo như thế này, mọi người sẽ tăng cái kỹ năng đọc của mình lên, cũng như là mình sẽ bổ sung từ vựng một cách hiệu quả nhất qua những cái mình hứng thú. Khi mà hứng thú, mọi người sẽ có cái xu hướng là mình ghi nhớ lâu hơn. Hoặc là với những bạn nào thích xem video, mọi người có thể làm xem một số cái, những cái mà mọi người hứng thú để mình tập nghe. Như là mình đây có thích xem một số cái interview, mình sẽ xem họ nói rất là dễ nghe, và mọi người có thể là áp dụng luôn dễ nghe. Đó là những cái mà mình hay thường xuyên áp dụng với lại cái phương pháp học từ học ở nhà. Và cái đó là phần mềm Anki, mọi người có thể nhìn trên trang, trên màn hình đó sẽ có cái biểu tượng như thế này. Mọi người sẽ vào, nó sẽ xuất hiện một bộ, đây là mình bộ mình đang dùng và tweak. Thì nó sẽ chia thành hai phần, đó là phần Curious và phần BAK ở dưới này. Hai cái phần này nó sẽ tương tự từ vựng như nhau nhưng mà cách học thì hoàn toàn khác nhau. Thì mọi người có thể là ví dụ mình sẽ vào một cái tên contract, hợp đồng, mình sẽ học ngay bây giờ. Nó sẽ đọc cho mọi người sẽ đọc, mọi người sẽ đoán sẽ là cái này là gì. Bye bye. Mọi người không biết là gì, mọi người sẽ tuân theo, tức là anh này đang tuân theo anh cảnh sát giao thông. Và mọi người như này rất là dễ nhớ chẳng hạn, thì mọi người sẽ chọn good 10 phút sau lặp lại. Mà khó nữa thì là sao ạ? 1 phút sau lặp lại từ này, dễ
này sau thì khó thực hiện đi sau. Agreement, mấy thằng này nó giơ ngón tay nên không biết là gì đây. Agreement, sao là agreement. Được nhỉ, xong tiếp theo mọi người đoán xong rồi, học hết cái bộ của ngày hôm nay 14 từ, mọi người sẽ sang cái phần đó là phần VAK, nó cũng tương tự như vậy. Nhưng đây chính là sức mạnh của câu này. Nó xuất hiện lại cái từ bye bye như y hệt như vừa nãy mọi người đã xem bên kia, nhưng mà lần này mọi người sẽ phải đánh theo. À, mình đánh từ bye, đánh sai nhá. Bye chẳng hạn, mình đánh sai xuất hiện nhỉ? Nó sẽ xuất hiện là chỗ âm B này làm sao ạ? Nó là sai bằng từ này ạ? Âm D ở từ này, đúng nhỉ? Mình sẽ ok, mình sẽ làm lại một lần nữa. Lần này mình sẽ đánh cố gắng chính xác. Nó chính xác là cái màu nó xuất hiện tất cả màu xanh ra, tức là hợp đồng lao đèo lẽ rồi. Mình sẽ cho good agree, mình sẽ hai thằng này ok với nhau, mình sẽ agree. Cái này rất là dễ, 4 ngày sau. Một thằng này nó đi trên cái dây, mình đoán biết từ này nghĩa gì, mình đánh bao nhiêu, mình đánh sự chắc chắn, điều chắc chắn dễ rồi. Mình tiếp tục làm 4 ngày. Cancel mình đánh sai chẳng hạn, tương tự như vậy. Cancel chẳng hạn. Chữ A ở đây nó sẽ sai với chữ L ở dưới này. Mình sẽ xem hủy bỏ được chưa? Thì đây là một cái cách mọi người mỗi ngày mọi người sẽ học cho mình khoảng. Chỗ này nó sẽ có một cái bộ cài đó là mọi người mỗi ngày sẽ học theo từng chủ điểm một. Tức là chủ điểm này là contract này, hợp đồng này, marketing này, warranties này. Mỗi ngày mọi người sẽ học một bộ như vậy, 14, 12 từ, và mọi người sẽ tiến bộ lên từng ngày và tăng khả năng tập lên từng ngày nếu như mà làm theo những cái cách mà mình hướng dẫn. Và các bạn nếu mà muốn nhận cái bộ cài về IMK cũng như là những cái mà mình đang học thì mọi người có thể là email cũng như là những câu hỏi ở dưới để mình gửi tài liệu cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem video.